Thưa quý vị, thường thường là một cái chuyện gì mà xảy ra vào năm nào đó mà người ta nhớ chính xác thì người ta sẽ nói là năm đó bao nhiêu. Nhưng giờ đây có một chuyện xảy ra vào một cái mùa đông mà người ta không nhớ là nó thuộc về năm nào. Cho nên là người ta nói nó một cách chung chung là mùa đông năm ấy. Và giờ đây, nhạc phẩm mùa đông năm ấy như thế nào sẽ do ca đoàn Thánh Tâm thuật lại cùng quý vị. Xin kính mời ca đoàn Thánh Tâm. Xin mời chàng pháo tay để khích lệ ca đoàn Thánh Tâm. Thank you.
xin cảm ơn phần thể hiện của các đoàn thánh tâm. Nghe bài này xong ở trong thấy nó lạnh lạnh, đúng là mùa đông.